hai bên đều hết nhé, cả phần tay chân cùng hết một lượt bên tối nhé. Đừng tập trung quá kỹ vào cái phần thân người tay và chân nhé. Lên kỹ quá sợ nó ngoài nó không bị đen. Cái phần này tác động luôn này. Cái phần đặt người trên chút nữa này. Cái này giảm bớt đi. Cái cục này nó để ngoài trên cho ra này. Đặt trên này cho ra này. Giảm bớt bóng nổi. Bóng đổ làm cùng một thế nhẹ được rồi, hình như được cái đại cái. Ví dụ như cái mảng này, nó gần với đôi nhẹ này, rồi nét tình hình thì mình ấn động nó. Oh, I'm not.
sân để đi đúng không? Có thể đương nhiên nó phải rung to đúng không? Phải sống năng để nó phải to hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xác định một điểm là đối thẳng, nhìn hướng thì nhìn vào góc. Ví dụ hướng này xem đúng chưa này. Nếu mà cái hướng mà nhìn thấy khó quá thì nhìn thấy vào góc. Góc này góc nhọn này góc tù này góc tù nào bao nhiêu độ góc so sánh góc phương tiện bao nhiêu. Cái bóc chuẩn nó là đứa này như thế nhé. Không phải là không phải như thế này. Thế này này. Khách này một đoạn này. Về giao tuyến này đúng không? Khách liền đoạn nữa. Bóc chuẩn này chuẩn này. Hơi nhẹ nhẹ. Đều mạnh quá. Chỗ này thế này. Các bạn đều chỗ này. Chỗ này. Chỗ này. Chỗ này. Cái đường chỗ này chúng ta xẹp một chút để cháu vào bớt một chút chẳng bớt lên một tí tăng bảng vai là hơi to khoảng cách của mình từ đây là hơi thừa. Cái khoảng 2 ly rưỡi không? Nhiều nhiều quá. Năm nay thì không thể tổ chức thi quốc gia đúng không? Chỉ nó thi tốt nghiệp xong là cao cấp và cái chứng chỉ gì đấy đúng không? Cái chứng chỉ tốt nghiệp mà chứng nhận tốt nghiệp phổ thông ấy. Thi trường đại học. Trường đại học thì nhưng mà nếu mà thi môn văn thì các cháu thi ít kiều thì chỉ lấy họ xét học bạ mà. Xét học bạ 3 năm cấp 3 thôi. Điểm phải 3 năm cấp 3 cộng lại chia 3 nó là bao nhiêu điểm thì đấy chứ điểm thi lạc lớn của mạnh lên khối thì nó làm cao ổn đấy. So với ngày xưa lên khối cũng phải đỡ hơn đấy. Nhưng mà vấn đề là cháu phải lên đầu bộ hết. Nếu đi thi mà 8 tiếng mà lên như này xong bắt đầu còn lại thời gian mà không lên kịp với chỗ này dẫn đến trường hợp có thể là bị gấp quá. Gấp quá tức là mình sốt ruột ấy, sốt ruột lo quá thì lên khối có thể nó vội. Nên nó không đồng đều với nhau. Có hai vị thế. Sửa dần đi. Như chú hướng dẫn là chỗ tối nào xử lý trước hết toàn bộ tối đã đúng không? Xử lý nhấn nhả rồi chốt bóng đổ trước sau đó chạy ra trung gian tối luôn. Trung gian tối bắt đầu xử lý trung gian sáng luôn. Sau mà còn thời gian thì bắt đầu nhấn mạnh sát độ thêm. Mới đầu có thể sát độ bên tối chẳng hạn. Có thể nó nhạt hơn này một chút đúng không? Sáng nhạt hơn này một chút. Đắp vào những chỗ khác. Còn đấy còn thời gian nó là nhấn thêm, tăng thêm.
cải tiến thì bây giờ học xong hết màu cơ bản thì đến màu nâng cao thì cứ hướng dẫn một vài bài ở lớp nhé. Sau đó thì về nhà sẽ làm màu với lớp thì sẽ học trì nhé. Màu thì khi nào mà hết phần cơ bản nâng cao học một vài bài lớp xong bắt đầu sẽ làm ở nhà không mang đến lớp chỉnh sửa. Chỉnh sửa xong bắt đầu lại về nhà làm tiếp, tiết kiệm được thời gian.